Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên thượng tọa trụ trì và chư tôn đức, và kính thưa tất cả quý Phật tử, trong cái không khí rất là trang nghiêm hoan hỷ mở đầu cho khóa Phật thất 77, những gương mặt rất là sáng ngời, rất là an lạc. Chúc cho tất cả quý Phật tử có một khóa tu thành tựu viên mãn. Hôm nay tiếp tục chương trình Phật học thường thức với cái chủ đề là giới thiệu với quý Phật tử những pháp niệm Phật. Bởi vì tất cả hàng Phật tử chúng ta đại đa số là thực hành phương pháp niệm Phật. Quý Phật tử có lúc vừa lễ Phật, vừa niệm Phật có không? Vừa đi kinh hành, vừa niệm Phật có không? Vừa ngồi một chỗ niệm lớn tiếng có không? Ngồi một chỗ niệm vừa vừa có không? Ngồi một chỗ niệm khẽ động môi kim can trì có không? Ngồi một chỗ niệm thầm im lặng không ra tiếng có không? Giỏi quá vậy. Pháp nào cũng có hết trơn, phải không? Bây giờ thành thật khai báo nè. Còn buồn không? Còn giận không? Còn tham không? Như vậy là pháp nào cũng thực hành hết trơn. Mà cái phiền nào, cái não nào nó cũng còn hết. Vậy thì bữa nay mình phải kiểm tra lại, phải không? Một cái câu hỏi mà thường thường đó, mình thành được rất nhiều Phật tử hỏi Thầy ơi, niệm Phật sao để được nhất tâm? Sao con niệm nó cứ vọng tưởng hoài à? Như vậy thì đó, mình thực hành đủ mọi cách hết mà chưa có được cái kết quả trọn vẹn là tại sao? Tại vì đa số chúng ta nó chú trọng ở trên hình thức mà chưa có đi sâu vào nội dung, đặt nặng ở trên cái tướng ở bên ngoài mà chưa có tiến thẳng vào trong cái tâm tánh ở bên trong. Như vậy bây giờ chúng ta phải tìm cái nguyên nhân tại sao mình niệm Phật mà cái tâm mình nó cứ phóng chạy, cứ loạn tưởng hoài. Mình phải tìm ra tại sao nó như vậy. Khi mình thấy được cái nguyên nhân của cái sự phóng tâm loạn tưởng rồi, mình điều chỉnh nó lại thì mình niệm Phật chắc chắn sẽ thành công. Như vậy thì tại làm sao mà cái tâm của mình nó vọng động, nó loạn tưởng? Ở đây mình thành nêu ra mấy cái nguyên nhân để quý vị thấy. Thứ nhất á, là cái thói quen của chúng ta hay nhìn lỗi của người khác. Quý vị để ý cái chỗ này rất là quan trọng. Khi mà mình nói về một cái người nào đó, thường thường mình nhớ cái tốt của người ta hay là nói cái xấu của người ta. Khi mình nghĩ về cái người nào đó thì mình nghĩ về cái ưu điểm hay nghĩ về cái khuyết điểm. Cho nên người ta có một cái ví dụ là có một cái tấm giấy trắng, người ta mới chấm một cái điểm mực ở trên đó, đưa cái tờ giấy trắng lên hỏi mọi người thấy gì. Thì thường thường người ta nói là thấy cái điểm mực đó thôi. Không có ai nói thấy tờ giấy trắng, vẫn thấy cái điểm mực đó thôi. Nguyên tờ giấy trắng là không để ý, nhưng mà để ý ngay cái điểm mực đó, mực đen đó. Bởi cho nên á, cái điểm thứ nhất mà mình muốn cái tâm của mình yên, tịnh để niệm Phật, nó dễ tịnh tâm, là mình phải tập không có nhìn lỗi của người. Tập thì nó sẽ từ từ nó được, quý vị thấy không? Cho nên Lục Tổ dạy chúng ta, nếu mà cái người chân tu thì không có thấy cái lỗi của người khác. Vừa thấy lỗi người khác thì cái lầm của mình nó đã đến sát ở bên cạnh rồi. Tại vì sao? Tại vì thật sự mà quyết tâm niệm Phật á, thì đâu có thời gian để dòm ta. Mà hãy có thời gian dòm người ta thì lúc đó là sao? Là quên cái câu niệm Phật rồi. Cái thứ hai nữa đó, từ cái chỗ mình nhìn thấy cái sai, cái quấy, cái dở của người ta,
Cho nên cái điểm thứ hai là mình phải để ý là mình phải dứt được cái thị phi, cái đúng sai, hay dở, khen, chê, tốt, xấu, phải, quấy, hơn, thua, nhân, ngã, bỉ, thở, thì mình niệm Phật mới tịnh tâm. Chứ còn nếu như quý vị thấy niệm thì niệm cũng dữ lắm, nhưng mà vừa dừng niệm lại rồi thì lúc đó nói chuyện gì, phải không? À, không có khéo, nó vừa mở miệng ra là nó dính, vừa mở miệng ra là nó kẹt, phải không? Vừa mở miệng ra là nó vướng, vướng vô gì? Đúng, sai, hay, dở, tốt, xấu, khen, chê. À, thì như vậy quý vị thấy là do mình bị vướng vô cái tiện thị phi đó mà quý vị thấy cái tâm của mình đó, nó bị mất thanh tịnh khoảng 50%. Cho nên mình thành thường thường nói rất là đơn giản, tu giỏi tu dở nhịn miệng biết liền, khỏi nhìn đâu xa hết trơn, quý vị thấy không? À, cái người mà có dụng công phu tu á là luôn luôn đó là chánh niệm ở trong lời nói. Chính vì thế mà 7 ngày tu tập của chúng ta mà được cái pháp tịnh khẩu rất là đặc biệt, quý vị thấy không? Từ cái chỗ cái miệng tịnh thì cái thân nó mới tịnh, mà cái thân nó tịnh rồi cái tâm nó mới tịnh. Chứ còn cái miệng không tịnh thì cái thân nó rất khó mà tịnh, mà cái thân mà khó tịnh thì cái tâm càng khó tịnh hơn. Chính vì thế mà cái điểm thứ hai mà quý vị muốn niệm Phật để cho mau được nhất tâm là phải không nói thị phi. Cái điểm thứ ba sâu sắc hơn nữa là gì? Là mình phải bỏ cái cách nhìn thành kiến cố chấp. Tại vì á, nếu như mình niệm thì niệm, nhưng mà bên trong tâm mình vẫn giữ cái thành kiến, vẫn giữ những cái cố chấp ở trong tâm mình, thì á, nó rất khó đạt được tới cái chỗ thuần nhất thanh tịnh. Thành kiến là gì? Thành kiến là những cái cố chấp, những cái mà mình nhìn về một người nào đó mà cứng chắc ở bên trong không có thay đổi. Chẳng hạn ta mới bước vô cái mặt ta tươi tắn hoan hỷ, A Di Đà Phật, chào chị nha, phải không? Rất là vui cái mặt ta tươi tắn, quay chỗ khác không thèm dòm, mới ngày hôm qua nói tụi câu bữa nay ghét không dòm, vậy thấy không? Như vậy thì nhớ cái câu ngày hôm qua, nhớ cái chuyện của tuần trước, tháng trước, cho nên mình không nhìn thấy cái vẻ mặt tươi thắm vui vẻ hoan hỷ ngay lúc đó. Như vậy là mình đó, nhìn người ở trong cái thành kiến. Mà quý vị để ý đi, ở trong gia đình của mình có nhìn bằng thành kiến nhiều không? Có không? À, hồi xưa lúc mà mới quen á, lúc mới quen nhau đó, nói đi nghe, nói đi nghe, nói đi nghe, không nói cũng năn nỉ đặng cho nói. Tới chừng về ở chung 5-7 năm mà làm ơn im giùm cái đi, chịu hết nổi rồi. Quý vị thấy không? Là tại sao? Nhiều khi á, mình không có mở cái tâm mình ra giống như hồi xưa nữa, mình không có cái nhìn trong sáng hồn nhiên nữa, mà phải gặp cái mặt cái nhớ chuyện xấu không à, phải không? Gặp cái mặt cái nhớ chuyện dở không à, chưa mở miệng ra là biết muốn nói gì rồi, thôi đừng nói nữa. Quý vị thấy chưa? Chính cái chỗ đó cho nên không có cái sự cảm thông. Chính vì vậy mà cái điểm thứ ba ở đây rất là quan trọng, là mình phải buông bỏ những cái thành kiến về người khác, cũng như buông bỏ những cái cố chấp ở bên trong nội tâm. Quý vị để ý trong tâm của mình, cái nào mà mình nắm chặt nhất thì cái đó nó làm cho mình khổ nhất, cái nào mình nắm vừa vừa thì cái đó khổ vừa vừa, mà cái nào mình nắm nhẹ thì nó khổ nhẹ, mà nếu mình không nắm thì nó không khổ. Buông chưa? Sao niệm Phật hoài mà không chịu buông, phải không? À, càng niệm thì mình phải càng buông, thì mình buông được những cái thành kiến cố chấp đó thì mình niệm Phật mới thành công. Đó là mình thành nêu ra những cái lý do để quý vị thấy đó, nó hỗ trợ cho cái sự niệm Phật để đạt được nhất tâm. À, những cái lý do rất là quan trọng. Bây giờ nói về cái tâm chỉ của cái pháp môn niệm Phật. Xin thưa quý Phật tử, là cái tâm chỉ của pháp môn niệm Phật á, không có lìa hai chữ tịnh tâm. Không những pháp môn niệm Phật mà tất cả pháp môn khác đều không ra ngoài hai cái chữ tịnh tâm. Tu để đạt được cái tâm thanh tịnh. Như vậy thì
Bất cứ mọi lúc mọi nơi mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình trì chú, phải không? Tất cả những cái mình làm, công quả, từ thiện, vân vân, mà luôn luôn mình giữ được cái tâm thanh tịnh. Mỗi niệm mình giữ được cái tâm thanh tịnh, đó là mình giữ được cái cốt lõi của pháp môn niệm Phật. À, chứ không phải là mình chỉ căn cứ ở trên cái hình thức á, là niệm cho nhiều sâu, lễ cho nhiều lại, trì cho nhiều bộ, khoe tùm lum, mà ai vừa chạm vô là lửa nó phật, nó xẹt. Vì thấy không? À, cho nên nhiều khi á, mình để ý nếu không khéo mình tu, mình bị vướng vô cái hình thức, cái tiếng khen, à, cái dáng vẻ ở bên ngoài. Chẳng hạn như bạn người ta lại, người ta có chuyện quan trọng, người ta tới, người ta muốn chia sẻ cùng mình, ta ngồi, người ta nói chuyện, người ta nói một chút hết hơi, ngồi đó không thèm dòm ta, nhìn xuống lần chuỗi. Anh Di Đà Phật, Anh Di Đà Phật, Anh Di Đà Phật, Anh Di Đà Phật. Làm như tu dữ lắm nha. Không biết bình thường có niệm gì không. À, rồi nhiều khi có nhiều Phật tử hỏi thầy, thầy vừa nghe Pháp vừa niệm Phật có được không thầy? Minh Thành hỏi tu giỏi không ha, bình thường lúc không nghe có phải lúc nào cũng niệm hết trơn không? Dạ không. Quý vị thấy không? Thì mình không khéo là mình bị mình vướng kẹt. À, cho nên á, mình phải thấy rõ được cái yếu nghĩa của cái pháp môn niệm Phật là tịnh tâm. Như vậy thì hai cái chữ tịnh tâm nó bao trùm hết tất cả những cái công phu của mình. Ở đây Minh Thành sẽ giới thiệu những cái phương pháp mà thường thường quý vị hành trì. À, chẳng hạn như là trì danh niệm Phật, sổ châu niệm Phật, ký số niệm Phật, phản văn niệm Phật, quán tưởng, kinh hành, tĩnh tọa, tùy duyên phương tiện niệm Phật. À, giới thiệu cho quý vị những cái cách để mà chúng ta hành trì. Trì danh niệm Phật là đương nhiên quý vị thường thực hành là phải không? Trì là mình giữ. À, còn gọi nói cho đủ là chấp trì là nắm giữ, chấp trì cái danh hiệu Phật, nắm giữ, đi mình cũng nắm giữ, đứng mình cũng nắm giữ, ngồi mình cũng nắm giữ, nằm mình cũng nắm giữ. Cho nên đúng cái ý nghĩa chữ chấp trì là luôn luôn nắm chặt, nắm giữ. Tại vì hồi xưa mình cũng nắm chặt, mà mình nắm chặt cái đồ dởm, phải không? Nắm chặt tiền, nắm chặt tình, nắm chặt danh lợi, tiếng khen chê, phải quấy dần dần. Bây giờ mình bỏ những cái đó mà mình nắm chặt qua cái câu niệm Phật. À, nắm chặt cái phương pháp niệm Phật. Thì vậy thì á, ở đây chia sẻ để quý vị thấy là cái phương pháp niệm Phật mà trì danh niệm Phật của chúng ta đó, nó rất là đơn giản, rất là dễ dàng. Nhưng nếu mà mình thực hành mà để mà đến cái chỗ rốt ráo cứu cánh cũng không phải dễ. Quý vị thấy từ lúc trước tới giờ mình niệm năm nay 10 năm chưa? Có người cũng 5 năm, 7 năm phải không? Có người 10 năm, mười mấy, 20 năm. Bây giờ quý vị coi thử coi, trong cái trì danh này mình thành chia làm mấy cấp độ, quý vị xem thử coi mình ở cấp nào. Cái cấp thứ nhất, ví dụ như là mình có một cái lu nước đục. Cái lưu nước đục mà nếu như mỗi ngày mình đều quậy hết, sáng cũng quậy, trưa cũng quậy, chiều cũng quậy, thì quý vị thấy như vậy mình có nước trong không? À, như vậy thì cái hồ hay là cái lưu nước đục đó ví dụ cho cái tâm của mình. Mà tâm của mình mỗi lần mà nó khởi lên mừng, giận, thương, ghét, đúng, sai, hay, dở, phải, quấy, hơn, thua, là mỗi lần nó quậy đục lên. À, cho nên bây giờ á, cấp thứ nhất là dùng cục phèn. Dùng cục phèn, cái câu niệm Phật cái giống như cục phèn, mình mới lóng lóng nước. Mà quý vị để ý cái chỗ này rất là đặc biệt. Hồi nãy mình lấy cây, lấy đồ mình cũng quậy, mà quậy để cho nó đục. Mà bây giờ cục phèn mình lóng thì mình cầm cục phèn vô mình cũng lóng, cũng phải quậy phải không? Cũng quậy. Ngay cái lúc mình lóng đó, cầm cục phèn mà quậy, nhưng mà quậy, càng quậy thì nước càng lắng, mà càng lắng thì nước càng trong. Cho nên chỗ này quý vị mới để ý nè. Như vậy thì tu á, niệm Phật á, không có nghĩa rằng là không có làm cái gì hết. Vẫn làm tất cả những việc phước, mà chính những cái việc phước đó nó đưa mình tới cái chỗ lắng tâm. Đưa tới chỗ lắng tâm. À, như vậy thì á, cái bước đầu tiên á, ở đây là nói là lắng cái tâm, dùng cái cục phèn để mà lắng. Nhưng mà mình phải kiên trì, mình phải nhẫn nại để mà mình thực hành.
chứ không phải mới có một tháng, hai ba tháng, thầy ơi sao con chưa thấy gì chứ, niệm ông đài mà sao không thấy gì hết á. Dục tốc bất đạt, muốn mau thì nó không được, mà thậm chí có khi muốn mau mà nó thành chậm nữa. Quý vị thấy là nhiều khi có một số người mới tu chưa được bao nhiêu hết trơn á, mong muốn nằm chiêm bao rằng được Phật rờ đầu, thấy hào quang, thấy mạng Đà La, phải không? Mong muốn những cái, thì quý vị thấy những cái đó là phát xuất từ cái tâm tham. Mà cái tâm tham đó thì nó dễ bị lạc vô đường tà, tẩu quả nhập ma. Còn nếu không bị người ta gạt, lại đây tôi chỉ cho 7 ngày thôi à, là đạt được kết quả liền, qua đây tôi chỉ cho 3 tháng là thành công à. Sách vỏ chạy, chạy hết chỗ này, chạy tới chỗ kia, chạy hết chỗ kia, chạy qua chỗ nọ. Có chạy nhiều không? Không khéo người ta kêu bằng tu chạy. Tu chạy là sao? Con thưa thiệt với thầy nha, ở ngoài đời ha, bùi ngọt chua cay đắng chát mặn nồng con nếm hết trơn rồi, chán quá rồi thầy ơi. Giờ con muốn vô chùa con tu, mà con nghĩ rằng vô chùa là an lạc thanh tịnh giải thoát dữ lắm, suy nghĩ vậy đó. Vô thì lúc đầu cũng thấy an lạc, nhưng mà ở thời gian tu tập thời gian, ủa sao bữa nay chùa có vụ này, thấy không, thấy cũng có phiền não nữa, thôi giờ chắc chạy qua chỗ khác quá, lựa kỹ kiếm chỗ khác chạy, lựa kỹ rồi chạy qua chỗ khác, nghĩ rằng chỗ này chắc cũng ngon lành nữa, phải không? Chạy qua chạy thời gian, ủa sao bữa nay còn có vụ này, phiền não nữa, cái chạy giết nó, thôi bây giờ tự nhà con lập đạo tràng con tu luôn, con mà lập số 1, phải không? Tự nhà lập luôn, lập thời gian cái ủa sao bữa nay đạo tràng mình cũng có vụ này, phiền não nữa. Vậy thì quý vị thấy là tại sao mình không thấy rõ cái nguyên nhân của phiền não, không phải ở bên ngoài, mà cái nguồn gốc của nó phát xuất từ nội tâm ở bên trong. Cho nên mình chạy đi đâu để tránh khỏi nội tâm của mình, tại cái nguồn gốc sanh ra phiền não nó nằm trong tâm, chứ không phải nó nằm ở ngoài ngoại cảnh. Bây giờ mình tu là gì? Dùng cái câu niệm Phật là để lắng những cái tâm đó, thì nó đạt được cái tâm tịnh. Cho nên cái bước ở đây rất là quan trọng là cái kiên trì và bền chí. Kiên trì và bền chí. Thí dụ như mình đang niệm cái bỗng nhiên hồi Phật đâu cũng không thấy, mình cũng không hay, gù lên gật xuống, ngủ gục. Nếu không ngủ gục cũng hôn trầm, phải không? À, rồi nếu mà không hôn trầm, không ngủ gục thì loạn tưởng, chạy lăn xăng hết. Thì vậy mỗi lần mà cái tâm nó chạy thì mình thâu trở lại, mỗi lần nó phóng thì mình nhiếp trở lại, phải không? Mỗi lần nó nghĩ cái chuyện khác thì mình nhiếp trở lại cái công phu, cái câu niệm Phật của mình. Thì vậy lâu ngày thì nó thuần thục. À, lâu ngày nó thuần thục, mới thì nó chưa quen, nhưng mà lâu rồi từ từ nó thuần thục. Giống như lúc đầu á, cái tâm của mình nó loạn dữ lắm, rất là loạn tưởng, rất là nhiều. Rồi khi mình niệm Phật á, nó ủa thầy ơi sao không ra con niệm Phật, con thấy cái tâm con nó loạn còn hơn lúc trước, con không niệm Phật nữa. Nhưng mà không phải quý vị, hồi xưa nó loạn mà mình không biết nó loạn, mình nhập cuộc với nó luôn. Còn bây giờ nó loạn mà mình biết nó loạn, thì lúc đó mình đã tiến lên một cấp độ rồi. À, rồi từ cái chỗ mà mình nhận biết được nó loạn rồi, từ từ mình điều phục nó từ từ, thì nó sẽ an trụ và tới cái chỗ định. À, cho nên á, cái điều mà quan trọng ở đây là phải bền chí. Ở trong kinh Bồ Tát Văn Thù có một cái ví dụ giống như cái người bắn cung mà bắn 99 mũi trật cái hồng tâm, tới mũi thứ 100 bắn mới trúng. Thì quý vị thấy như vậy, 99 cái mũi trước là bỏ qua hết hay sao? Hay là nhờ 99 cái mũi trước cho nên mới được tới cái mũi thứ 100 nó trúng, phải không? Thì vậy là nhờ 99 lần bắn hụt cho nên mới được lần thứ 100 bắn trúng. Cái câu niệm Phật của mình cũng vậy, phải kiên trì, phải bền chí, phải dài lâu, phải giữ chặt. Chứ không phải rằng là cứ mong mong muốn mau mau, thì chính cái muốn mau đó là cái tâm tham. Mà cái tâm tham mà tu thì nó không đạt tới cái chỗ tịnh. À, chính vì thế mà ở đây là cái cấp độ thứ hai mình thành nhắc với Phật tử là
bền chí trong cái sự dùng cái cục phèn để lóng nước. Tiến thêm một cấp độ nữa là khi mà mình lóng một thời gian bền chí rồi, nước nó sẽ lắng xuống, cặn nó lắng xuống, bắt đầu nó hiện ra nước trong. Mà khi nước trong ở đây á, là chúng ta sẽ sử dụng được rất nhiều. Mình uống được, mình nấu được, mình rửa mặt được, phải không? À, rồi á, mình á, xài rất là nhiều thứ, bắt đầu nó có cái dụng tác dụng. Cũng vậy, cái người niệm Phật mà tới cái chỗ mà nước đục nó lắng xuống rồi mà hiện ra nước trong, có thể giúp được người khác. Phải không? Đây là tới cái cấp độ khá khá rồi. Cặn nó lắng xuống, nước nó trong là có thể giúp được người. Còn nếu như cặn chưa lắng, nước chưa trong mà ham giúp người khác, phát tâm Bồ Tát sớm đưa nước cặn cho người ta uống, Tào Tháo rượt chạy tùm lum, nước nó còn dơ mà đưa cho người ta uống, cũng như cái tâm mình còn nhiễm phiền não mà thích xuất hiện, thích ra làm nhiều, làm xong dẹp luôn nha, từ nay sau đừng kêu tôi nữa nghe em, giận. Càng làm nhiều càng quạo nhiều, quý vị thấy không? Đó, nếu không khéo á thì á, mình tu mà chưa có được cái công lực mà ham đi làm ra ngoài đó, thì nó sẽ rơi vô cái trường hợp nước chưa trong mà đưa cho người ta uống, tâm chưa tịnh mà ham giúp người. Đó là nói cái cấp độ á, là khá rồi. Tuy nhiên nước nó lắng như vậy đó, nó có trong rồi đó, nhưng mà nếu như có ai quậy mạnh thì lúc đó là sao? Cặn nó nổi lên, phải không? Lâu lâu cặn nó có nổi lên không? Đó, bây giờ mình muốn được nước trong trọn vẹn thì mình kiếm một cái lưu sạch, phải không? Mình xớt cái nước trong qua, xớt qua, xớt qua, xớt qua, xớt qua cho tới khi mà nó vừa gần gần tới cái cặn thì sao? Ngưng lại, không có xớt qua nữa, mình bỏ cái cặn đó. Thì khi mà được nguyên một cái lưu nước trong rồi, mình có quậy cỡ nào đi nữa, nước có đục trở lại không? Không đục nữa, tại vì thuần nước trong. Thì tới cái chỗ thuần nước trong này đó là cái chỗ đó niệm Phật thành công. Nhiều khi mới cái chỗ lắng cặn chút xíu rồi khoe tùm lum rồi, phải không? Như vậy mình mới thấy được những cái cấp độ niệm Phật. Để mình phải biết mình đang ở vị trí nào, rồi từ cái chỗ đó mình tu, mình mới có cái sự hướng thượng. Chứ không mình mới được chút, mình tưởng đâu mình được nhiều lắm rồi. Được ít cho là đủ, chưa chứng mà tưởng đã chứng, chưa đắc mà tưởng đã đắc. Vậy là bây giờ mình đang ở cấp độ nào? Quậy hay là đang lóng? Mà nhiều khi ở ngoài nó quậy đã đành rồi, mà trong tự quậy cũng có nữa. Có tự quậy không? Sao kỳ vậy? Trong cái chỗ vô sự mà nó sanh sự. Bây giờ để ý là trong cái chỗ vô sự mà nó sanh sự là sao? Đang bình thản niệm Phật nhẹ nhàng, với mở đĩa pháp lên an lạc chứ không chịu buồn. An lạc chứ không chịu buồn, mở điện thoại ra bấm. Reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng. Alo, hôm nay chị có hay tin gì không? Có tin gì mới không? Có ai nói tôi làm sao không? Có, bà kia bà nói chị như vậy, như vậy, như vậy, như vậy nè. Rồi lúc đó làm sao? Quậy cặn lên. Quý vị thấy chưa? Đó là trong cái chỗ vô sự mà nó sanh sự. Mà mình sanh sự thì sự nó sanh. Mà nó sự nó sanh xong rồi nó tới đại sự. Mà đại sự nếu mà không khéo tu là hình sự luôn, phải không? Còn cái người biết tu là cái chuyện lớn nó quá thành ra nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Đó là cái người biết niệm Phật chân chánh. Còn người không biết tu, cái chuyện bé nó xé ra to, to nó làm ra bự, bự nó làm ra đại sự, đại sự nếu không khéo hình sự. Quý vị thấy chưa? Đó, cho nên cái chỗ khéo mà mình dụng công mình tu. Thì như vậy ở đây mình thành nói những cái cấp độ niệm Phật đó, để mình thấy bây giờ những cái pháp môn để mình tu, cái trì danh là luôn luôn mình giữ chặt cái danh hiệu đó, đừng cho nó rớt. Luôn luôn giữ chặt. Giống như là mình cầm cái sâu chuỗi trên tay, đây là qua sổ châu niệm Phật. Quý vị nhớ hai cái sâu chuỗi rất là quan trọng nha. Sâu chuỗi ngắn 18 hột, sâu chuỗi dài 108 hạt. 18 hạt đó là gì? Phá 6 căn, 6 trần, 6 thức. 6 căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
Rồi sáu trần là những cái cảnh ở bên ngoài, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu thức là sáu cái nhận biết ở bên trong. Mà từ cảnh, rồi thân, rồi tâm, ba cái này nó nhập lại, nó quậy mình. Bây giờ mình dùng một câu niệm Phật để mà mình á chuyển hóa nó. Dùng một câu niệm Phật á để mà tháo gỡ nó. Dùng một câu niệm Phật á để mà mình điều phục nó. Cho nên quý vị thấy là tôn hành giả, tôn ngộ không á, lộn một vòng là một muôn 8.000 dặm, là biểu trưng cho sáu căn, sáu trần, sáu thức. Mà Đức Phật Tổ Như Lai đã đưa một cái câu Án Mani Bát Di Hồng, chụp lên một cái thì sao? Đè xuống, ngũ hành sơn đè xuống, quý vị thấy không? À, thì vậy thì á, một cái câu niệm Phật của mình nó giống như một câu chú, nó giống như một cái lá bùa hộ mệnh, nó giống như một cục phèn, nó giống như một cái viên báo vật. Cho nên cái sâu chuỗi trên tay, quý vị thấy người Tây Tạng người ta trì chú á, luôn luôn cái sâu chuỗi ở trên tay, bất cứ lúc nào mà trừ khi làm việc thôi, xong làm việc rồi cái sâu chuỗi trên tay là Án Mani Bát Di Hồng, còn mình là Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, lúc nào cũng giữ chặt cái sâu chuỗi trên tay, trừ cái lúc mà mình nghe pháp, trừ cái lúc mình làm việc, phải không? Có lúc rảnh mình giữ sâu chuỗi trên tay là Sổ Châu Trì Danh. À, lâu lâu sâu chuỗi có lọt không? Hồi không biết sâu chuỗi nằm đâu nữa, niệm niệm hồi, ủa sâu chuỗi tụi đâu rồi, có ai thấy không? Phải không? Có khi nào mà cầm cái túi tiền hay cầm cục vàng mà để đâu, hỏi cái túi tiền tôi có ai thấy đâu không? Cục vàng tôi có ai thấy đâu, có khi nào để rớt vàng với tiền không? Không, sâu chuỗi bị rớt hoài à. Đó, quý vị thấy chưa? Cho nên á, Sổ Châu Trì Danh là cái sâu chuỗi phải giữ chặt. À, nhiếp niệm, bởi vì cái chuỗi nó rất là quý, rất là hay, quý vị biết sao không? Mỗi cái hạt chuỗi như vậy nó giúp cho cái tâm của mình yên trụ, có cái chỗ bám. Đó, ký số trì danh, có biết cái này không? Là mình nhớ, ví dụ Nam Mô Di Đà Phật là đếm số 1, Nam Mô Di Đà Phật là đếm số 2, phải không? Chứ 10 rồi xong rồi đếm lại số 1, mà bất cứ lúc nào như khi Nam Mô Di Đà Phật 5, hồi cái tâm nó chạy đâu mất tiêu, hồi quay là ủa, này tới số mấy rồi? Nó chạy đâu mất tiêu, không biết số nào hết trơn á. Lúc đó làm sao? Phạt đếm lại từ số 1. Phạt nó đếm lại từ số 1, tại nó chạy hồi không biết giờ tới số mấy rồi nữa. Lâu lâu có bị vậy không? Thường không? Phải không? À, cái này gọi là đi lạc. Đi lạc. À, mà trong kinh đó, Đức Phật nói là nhất niệm thập phương du lịch. Một niệm du lịch 10 phương vì không tốn tiền cho nên đi hoài. Cái tâm mình nó đi du lịch, nó lẻn lẻn, nó đi một mình. Dùng một câu niệm Phật đó giữ nó lại, phải không? À, thì như vậy là ký số trì danh là mình nhớ, mỗi số mình nhớ. Rồi bây giờ phản văn trì danh là nghe cái tiếng niệm của mình. Khi mình niệm mình phải nghe rõ cái tiếng của mình niệm, từng chữ, từng câu rõ ràng, minh bạch đó, gọi là phản văn trì danh, nghe lại cái tiếng niệm Phật của mình. Quý vị nhớ nghe cái này rất là quan trọng. Chứ đang đi niệm Phật thì bỗng nhiên nghe cái tiếng người ta đi ở ngoài trước cửa, quay qua dòm coi ai, ai đi vậy? Phải không? Hoặc là nghe tiếng xe chạy vô, nhón 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 lên dòm coi ai chạy vô hả? Nghe chó sủa cái sao? Quay lại coi, thì lúc đó là mình bị cái tiếng ở bên ngoài nó lấn áp cái tiếng của cái câu niệm Phật của mình. Cho nên phản văn trì danh là chỉ nghe cái tiếng niệm Phật của mình thôi, trong cái lúc mình công phu á. Chứ còn nếu đi ngoài đường mà nghe tiếng xe chạy mà không dòm mà coi chừng à, mệt à, phải không? Ở đây Minh Thành nói ngay cái lúc mà công phu á, ngay cái lúc công phu thì phải để ý ba điều rất là quan trọng. Buông bỏ ngoại cảnh, buông bỏ hình hài, buông bỏ suy niệm, thuần tịnh nhất tâm. Ngay cái lúc mình công phu phải buông bỏ cảnh, thân và những cái ý niệm thì mình tu mới thành công. Buông bỏ cảnh là những cái tiếng động, những hình sắc bên ngoài đừng có quan tâm, chỉ chú trọng vô cái câu Phật hiệu của mình thôi. Buông bỏ thân là nó có tê một chút, nó có mỏi một chút, nó có đau một chút, nó có nóng lạnh gì một chút,
cũng phải ráng cố gắng, đừng có quan trọng cái thân này, xả thân cầu đạo, cho nên mới tê tê chút cái coi chừng đau bệnh mỏi mỏi chút bẹt hai cái chân ra luôn, bẹt thẳng ra luôn. Thì quý vị thấy như vậy là mình quý cái thân mình quá thì mình không thể cầu được cái đại pháp. Thân này rồi cuối cùng nó đi về đâu? Được hũ để nóc tủ nếu mà thiêu, còn nếu không thì chôn vùi với lòng đất lạnh chứ có gì đâu quý vị. Bây giờ mình phải dám quyết tử để tu thì nó đạt tới chỗ bất tử. Còn nếu mình cứ sợ 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 nó thì nó tử sanh, sanh tử muôn đời muôn kiếp. Cho nên khi mình niệm Phật đó, xem nhẹ cái thân này, mà nếu nó bùng ngủ, nhướng hai con mắt lên trợn lên, bùng ngủ nữa móc dầu ra chét vô hai con mắt, mà ngủ 60 năm rồi, ngủ vô lượng kiếp mà ngủ hoài, chét vô. Lúc đầu là trợn 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 lên, mà trợn mà nó cũng còn buồn ngủ nữa, so so hai cái tay cho nóng lên, áp vô hai con mắt so 3-4 lần, áp mà nó cũng còn buồn ngủ nữa thì làm sao? Niệm Phật lớn tiếng lên, mà niệm lớn mà nó còn buồn ngủ nữa thì đi kinh hành, vừa đi kinh hành vừa niệm, mà đi kinh hành nó cũng buồn ngủ nữa, vừa lại Phật vừa niệm mà lại mà nó cũng nằm nó ngủ luôn, bo tài. Quý vị thấy không? Nhưng mà đâu có ai mà lại mà ngủ luôn, mà lâu lâu cũng có nữa. Lại có một mình á. Lại xong rồi hồi sao nghe phò, 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 phò. Mình tưởng đâu niệm Phật, ai nhà đâu ngái. Cho nên cái chỗ này Minh Thành muốn nhấn mạnh để quý vị thấy cái tu của mình phải linh động. Mình phải biết rằng cái tâm tỉnh sáng, thanh tịnh á, là cái cốt lõi của sự tu, đừng có quan trọng cái tư thế. Ví dụ nó buồn ngủ quá, quý vị cứ thay đổi tư thế, chứ đừng có ngồi im vậy rồi một ngày làm việc, coi tivi, tin tức, thời sự, nói chuyện, bạn bè, đủ thứ cái chân mà phấn đấu khỏe khoắn lắm, tỉnh táo vô lắm, thì tới giờ tu cái hàng mắt mở không lên. Lạ vậy đó. Cho nên cái giờ tu là cái giờ thiêng liêng cao cả, quý báu nhất. Quý vị phải trân trọng nó. Mà cái giờ đó mình phải làm đủ mọi cách làm sao để cho mình tỉnh táo lên, để cho mình mạnh mẽ tinh tấn lên, để cho mình sáng suốt thanh tịnh tâm lên. Mà muốn vậy thì đừng câu nệ vô cái tướng ngồi hay đứng. Cho nên cái chỗ này quý vị để ý nè, niệm A Mi, niệm A Di, niệm 4 chữ, niệm 6 chữ, niệm cao, niệm thấp, niệm chậm, niệm mau. Tu 25 năm rồi mà giờ này còn hỏi A Mi hay A Di. Niệm 30 năm rồi giờ hỏi 4 chữ hay là 6 chữ. Thì như vậy thì quý vị thấy nó vòng vòng ở trên cái văn tự, ở trên cái âm thanh chữ nghĩa, không đi vào được cái cốt lõi của tịnh tâm. Cho nên mình thành muốn với Phật tử là những cái vị tu đó lâu rồi, dự Phật thất có người mấy chục khóa rồi, có người dự cũng 10 khóa, 7 khóa rồi, không lẽ giờ này mà còn A Mi, A Di, 4 chữ, 6 chữ cứ hỏi có đó hoài. Mình phải nương nơi cái văn tự, nương nơi cái ngôn ngữ, nương nơi cái âm thanh hình tướng, đi thẳng vào trong cái cốt tủy tịnh tâm, hóa giải tham sân si phiền não để được an lạc giải thoát, chánh niệm nhẹ nhàng, ung dung tự tại trong mỗi câu Phật hiệu. Đó mới là cái cốt lõi. Còn thôi cái mình cứ lòng vòng ở ngoài cửa không mà vô không được. Lòng vòng ngoài cửa không mà có gì thấy không? Cho nên lấy được cái cốt lõi đó mà mình tu. Mình tu sẽ thành công. Mình cứ linh động trong lúc tu cái đó, gọi là phương tiện tùy duyên niệm Phật. Quý vị nhớ nha, tùy duyên niệm Phật, phương tiện niệm Phật. Ngoài những cái cách mà cố định ra, nó có cái cách gọi là phương tiện tùy duyên niệm Phật. Khi mình bước chân một bước A-di, một bước Đà-phật, mình lặt rau, lặt cái A-di, lặt cái thứ hai Đà-phật. Khi mà gấp đũa hủ tiếu lên, gấp đũa phở lên, không biết lúc đó có nhớ niệm Phật, thì nhìn thấy hấp dẫn cái mùi này ngon quá hả? Nuốt ào ào, sọp 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 sọp. Vậy thấy không? Gấp một đũa lên là A-di, gấp đũa thứ hai là Đà-phật. Mới nhìn thấy cái tô phở này, cái này ai nấu vậy? Ngon quá vậy, để ngồi kiếm mà học coi. Phải không? Mất tiêu của câu niệm Phật coi. Quý vị thấy chưa?
Cho nên đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, luôn luôn giữ chặt cái câu niệm Phật. Đừng để sáu trần nó xâm nhập, đừng để sáu trần nó trộm cướp, đừng để sáu trần á, nó phá hoại cái chỗ mà công phu của mình rất là quan trọng. Cho nên cái giờ tu là quý vị phải buông bỏ tất cả ngoại cảnh. Tại sao? Một tiếng điện thoại thôi mà mình không giữ được cái tâm của mình trong công phu thì một tiếng chê sao mình giữ được. Mà nếu một tiếng chê mình không giữ được cái công phu của mình thì khi mình bị quỷ nhục lúc đó làm sao mình giữ được cái tâm. Mà nếu bị quỷ nhục mình không giữ được cái tâm thì cái lúc bệnh hoạn tới làm sao mình chánh niệm. Mà cái lúc bệnh hoạn mình không giữ được chánh niệm thì đối đầu với sanh tử, sống chết vô thường nó tới, lúc đó làm sao mình giữ được cái tâm mình ở trong cái Phật hiệu. Quý vị thấy chưa? Cho nên bây giờ mình phải tập từ từ ở trong cái công phu của mình, phải giữ chặt cái công phu của mình ngay cái lúc mình tu. Còn bên ngoài nó khác, ngay cái thời khóa của mình phải nắm cho chặt. Quán tưởng và quán tượng trì danh là sao? Quán tượng là quý vị để cái hình Phật ở trước mặt mình. Ví dụ mình để cái hình Đức Phật A Di Đà, hoặc là cái hình Tây Phương Tam Thánh, phải không? Hoặc là cái hình Đức Phật Thích Ca, hay là cái hình Bồ Tát Quán Thế Âm chẳng hạn. Mình ngồi mình niệm, mình niệm cái danh hiệu Phật đó, mình quán cái tướng hảo của Phật bằng tranh hoặc là bằng cái hình tượng. Mà mỗi khi mình niệm, mình thấy cái lỗ tai Phật dài, mình biết rằng Đức Phật đã nhiều đời tu tập cái nghiệp từ bi không có sát sanh, cho nên sống lâu, khỏe mạnh, trường thọ, lỗ tai dài, cái tướng tốt. Mình thấy được vậy mình mới ráng ăn chay, tháng có 6 ngày, giờ ăn lên 10 ngày, 10 ngày giờ ráng ăn chay trường luôn. Cho nên ở chỗ này Minh Thành nhấn mạnh quý vị thấy rõ cái chỗ này nè. Mình niệm Phật á, nó có mấy cái cấp độ á. Niệm á, cái danh của Phật, rồi mình niệm theo cái hạnh của Phật, mình niệm tới cái tâm của Phật, và mình niệm tới cái đức của Phật. Ở đây Minh Thành chia ra 4 cái cấp để quý vị dễ thấy. Niệm theo cái danh Phật, niệm theo cái danh hiệu là mình chỉ niệm 4 chữ hoặc là 6 chữ, mình niệm theo cái tiếng vậy thôi. Mình nghĩ rằng lúc mà có tiếng niệm mà lúc đó có Phật, mà lúc ngưng tiếng lúc đó không có Phật, mình nghĩ như vậy. Có một vị Phật tử đó tu rất là siêng năng, mỗi buổi khuya 3-4 giờ khuya là thức dậy niệm Phật. Bữa đó tới cái giờ công phu, thức dậy 3-4 giờ khuya ngồi niệm, bỗng nhiên có cái người ta gõ cửa: "Chú ơi, chú làm ơn đi, tôi giờ đi chiếc xe đạp mà bây giờ bị bể bánh mà chở nặng, giữa khuya 3-4 giờ khuya phải đi ra chợ bán đồ mà còn xa lắm, giờ gõ cửa rằng mượn cái ống bơm." Mà ông nghĩ rằng á, giờ này là cái giờ của ông tu, mà nếu ông mở cửa ông bỏ đi ra vậy là mất cái giờ tu của ông, thì ông không mở cửa. Thì cái người kia đó là chờ hoài như vậy, rồi phải là kéo một cái chiếc xe nặng nề nữa, khuya lạnh lùng như vậy, rồi để mà đi ra chợ hàng mấy cây số như vậy. Tới chừng ông niệm Phật xong rồi ông trở ra, ông thấy thời gian ông rảnh 5-6 tiếng không làm gì hết, ông mới suy nghĩ: tại sao lúc đó mình không mở cửa mình giúp người ta, nửa đêm nửa hôm nặng nề như vậy mà là để cho người ta đó một mình ở trên đường vậy, kéo lê đồ vậy, tội nghiệp người ta. Lúc đó mới thấy rằng cái chỗ mà mình làm nãy là sai, là không có đúng. Tại sao Phật dạy mình niệm Phật phải cái tâm từ bi, giờ mình thấy khổ người ta lại người ta gõ cửa mà mình không giúp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái đó là chấp vô cái danh tự, nghĩ rằng có cái tiếng niệm mới là Phật, nhưng mà chưa biết cái cấp độ thứ hai là niệm cái hạnh của Phật. Hạnh tức là hành động, cái việc làm. Việc làm đó là việc làm từ bi, việc làm đó là việc làm cứu khổ, việc làm đó là giúp cho người bằng cái tình thương. Thì ngay lúc đó mình làm đó giống như mình không có niệm, nhưng mà thật sự là mình đang làm cái việc của Phật. Đó là cấp độ thứ hai, quý vị thấy không? Cho nên nói đây rồi quý vị mới quay trở lại cái nãy Minh Thành nói niệm là phải buông bỏ những cái âm thanh bên ngoài là khác rồi nha. Hồi nãy nói để cái tâm mình nó không bị ngoại cảnh tác động, còn bây giờ nói là để cái tâm mình nó phát huy một cấp độ lên nữa, đừng chấp chặt vô cái tiếng đó mà phải niệm được cái hạnh của Phật, là những cái việc làm của Phật. Bất cứ lúc nào mình làm mà phù hợp với cái hạnh của Phật
Dầu lúc đó mình không có niệm cái câu A-di-đà Phật, nhưng lúc đó mình đang sống với cái hạnh của Phật. Đó là cấp độ thứ hai. Cho nên ví dụ quý vị đi làm từ thiện, đi giúp những người nghèo khổ, đi làm một việc gì có ý nghĩa, lúc đó nhiều khi mình đâu có phải là niệm ra tiếng cầu niệm Phật đâu, nhưng mà lúc đó mình đang sống với cái hạnh của Phật. Thấy rõ được chỗ này không? Thấy rõ không? Đây là cấp độ thứ hai, niệm cái hạnh của Phật. Tiến tới cấp độ thứ ba là niệm tới cái tâm của Phật. Cái tâm của Phật là gì? Niệm tới cái tâm thanh tịnh, cái tâm từ bi. Tịnh từ, thanh tịnh và từ bi. Niệm tới tâm của Phật là khi mình niệm Phật là thuần nhất thanh tịnh, không có một cái gì xen tạp vô hết, hoàn toàn trong sáng thanh tịnh. Thì vậy là mình niệm tới cái tâm của Phật. Còn nếu niệm cho con thi đậu, niệm chúng số độc đắc, niệm tai qua nạn khỏi, niệm làm ăn phát đạt, niệm để mọi chuyện suôn sẻ hết, thì cái đó không phải sai. Nhưng mà cái đó là niệm chưa có đến cái chỗ tâm thanh tịnh tương ưng với niệm niệm tịnh niệm tiếp nối của Bồ Tát Đại Thế Chí. Nó có phước mà cái phước nhỏ ở trong trời người thôi, phải không? Cho nên cái chỗ đây nói là niệm tới cái tâm của Phật là niệm tới cái tâm tịnh, không mong cầu, không hy vọng. Nhưng mà từ cái chỗ thanh tịnh đó, nó phát huy vô vàng công đức phước báo như hư không, gọi rằng trong kho vô tận không một vật, có trăng, có hoa, có lầu đài. Tức là mình niệm tới cái chỗ nhất tâm bất loạn đó, mình tưởng đâu tới đó là hết, không có gì. Nhưng không ngờ niệm tới cái chỗ nhất tâm đó thì tới đó muôn ngàn công đức. Cho nên cái cấp độ sau cùng là niệm tới được cái đức của Phật. Là khi mình niệm cái tâm tịnh rồi, từ bên trong tâm mình nó lưu lộ ra từ bi, hỷ, xả, hoan hỷ, giác ngộ, bao dung, tha thứ, giải thoát, thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng, bao nhiêu những công đức muôn ngàn, diệu dụng, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, lục độ, thập độ, viên minh, cụ đức, muôn ngàn công đức trọn vẹn. Mình niệm để phát huy những cái công đức có sẵn ở trong tự tâm của mình. Cái đó là niệm Phật á, ở cái mức độ là cao, sâu rộng, để niệm để phát huy cái công đức sẵn có của tự tâm. Từ lúc mình niệm Phật tới giờ, lòng thương của mình có nảy nở thêm lên không? Có không? Từ lúc niệm Phật tới giờ có tha thứ cho được nhiều người không? Từ lúc niệm Phật tới giờ cái mặt có cười hay là méo nhiều? Cười nhiều phải không? Từ lúc niệm Phật tới giờ cái trí mình có sáng thêm không? Đó là quý vị niệm để phát huy cái công đức sẵn có của tự tâm. Vì vậy đó giờ niệm mấy cấp độ đó, mình ở cấp nào? Một là niệm theo tiếng, hai là niệm theo cái hạnh của Phật, ba là niệm tới cái tâm của Phật, bốn là niệm tới cái công đức của Phật. Thì vậy mình ở cấp nào? Xin thưa quý vị là có khi mình được cái này mà có khi mình được cái kia, phải không? Rồi mình phải thấy rõ để mình niệm sao để đầy đủ. Chứ nhiều khi á, có một số người không có nắm vững cái yếu nghĩa của Phật tổ dạy, cho nên á, niệm thời gian cái là chỉ có cái pháp của tôi mới đúng, còn niệm không theo tôi là sai. Rồi thậm chí dẹp hết những cái bộ kinh khác, chỉ có một bộ kinh này mới đúng thôi. Dẹp hết mấy tượng khác, chỉ một mình tượng Phật Di Đà thôi. Mấy cái này rất là nguy hiểm. Nếu mà không khéo đó, mình tu một thời gian á, mình làm cho Phật Pháp bị suy đồi. Cho nên quý vị phải thấy rõ cái ý nghĩa. Nếu vậy là mình chấp Pháp, và có khi đó mình làm á, ảnh hưởng tới cái sự xoay chuyển của bánh xe chánh Pháp, lợi lạc chúng sanh. Như vậy thì ai nói cho mình biết cái pháp môn niệm Phật? Ai nói cho mình biết? Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy không? Cho nên Đức Phật Thích Ca là bổn sư của mình, là giáo chủ cõi Ta Bà, là Phật tổ sáng lập cả đạo Phật. Mà phải để ý cái chỗ này rõ. Còn không khéo không biết cái niệm thời gian, cái dẹp Phật Thích Ca luôn. Như vậy là nguy hiểm thay. Tu không khéo là lạc đường, phải không? Tu không khéo đó là mình sai lầm, thậm chí đi tới cái chỗ mê tín và tới cái chỗ cuồng tín, rất là nguy hiểm. Cho nên mình phải thấy được cái ý nghĩa, cái giá trị của sự tu. Rồi á, kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật là mỗi một cái bước chân mình niệm,
Một bước niệm thầm A-di, một bước niệm thầm Đà Phật. Mỗi một bước chân, một bước A-di, một bước Đà Phật. Có người Phật tử đó nói, thầy ơi, con tha thiết pháp môn niệm Phật dữ lắm. Con tìm đủ mọi cách để con niệm hết. Và bây giờ con có một cái cách niệm mà con thấy con tiến bộ được nhiều lắm. Hỏi niệm sao? Nó một bước con niệm A-di, một bước là Đà Phật. Bước A-di, bước Đà Phật. Cho nên lúc nào con bước á, cũng có Phật ở trong đó hết trơn á. Bước A Di, bước Đà Phật cả thầy. Cho nên giờ trở thành cái thói quen, hãy bước tới đâu là Phật tới đó. Bước A Di, bước Đà Phật. Mà tôi thiệt chứ thầy, mỗi lần con đứng lại con quên. Con bước thì con nhớ, mà đứng lại cái con quên. Bây giờ thầy có cái cách nào thầy chia sẻ không? Thì bây giờ Minh Thành mới chia sẻ cái cách này. Cái cách này gọi là tùy tức niệm Phật. Niệm Phật theo hơi thở. Cái cách Minh Thành chia sẻ đó rất là đơn giản. Khi mà cái hơi thở mà thở vô, mình lầm chữ A-di vô hơi thở. Khi thở ra, mình lầm chữ Đà Phật theo cái hơi thở. Như vậy thở vô là A-di, thở ra là Đà Phật. Thì khi mà thở vô A-di, thở ra Đà Phật á, thì mình thấy cái mạng sống của mình nó mong manh trong từng hơi thở, phải không? Nếu mà thở vô A-di, thở ra Đà Phật mà nó không thở vô lại được nữa thì sao? Đi bán muối luôn rồi. Như vậy thấy không? Là qua đời khác rồi. Thì như vậy thì cái phương pháp này rất là đơn giản. Đi có thở không? Đứng có thở không? Ngồi có thở không? Nằm có thở không? Thức có thở không? Ngủ có thở không? Như vậy thấy không? Thì như vậy thì Minh Thành mới chia sẻ với Phật tử, nói thôi bây giờ ứng dụng phương pháp này thử đi. Thở vô A-di, thở ra Đà Phật, thấy rõ cái mạng sống mình nó mong manh trong từng hơi thở, cho nên mình buông bỏ được cái tham sân si, buông bỏ được cái chấp ngã, buông bỏ được cái hơn thua phải quấy tốt xấu đúng sai hay dở. Mỗi một hơi thở là mình buông xuống, phải không? Thì vì thở vô A Di, thở ra Đà Phật nhẹ nhàng. Phật tử này ứng dụng thời gian đó, thưa thầy, con xin báo cáo thầy nghe tin mừng. Hỏi tin mừng sao? Hồi xưa đó con mỗi lần con đứng lại con quên, mà bây giờ con thở không lúc nào con ngưng hết trơn á. Không có lúc nào con ngưng hết trơn. Mình Thành đúng rồi, ngon, ngưng thử rồi biết liền ha. Ngưng thì sao? Tiêu đời luôn, phải không? Cho nên giờ á, mỗi một hơi thở là lòng được cái câu A Di Đà Phật. Nó được những cái lợi lạc là gì? Có nhiều Phật tử, thưa thầy, hồi xưa con niệm con quên hoài à. Con niệm Phật con bị quên hoài à. Quý vị có giống vậy không? À, là cái thứ nhất là quên nhiều. Cái thứ hai á, con niệm lâu năm mà sao tham sân si sao nó còn hoài à. Bây giờ Phật tử nói, thưa thầy, con có được hai cái kết quả. Thứ nhất là do con lòng cái câu A Di Đà Phật vào hơi thở đó, cho nên rất khó quên. Hồi xưa khó nhớ mà bây giờ khó quên. Tại sao? Tại vì mỗi một hơi thở nó tự động, nó lòng cái câu A Di Đà Phật vô luôn, cho nên rất dễ nhớ, khó quên. Cái thứ hai là niệm thời gian như vậy đó, nó quá giải cái tham muốn, cái nóng giận, cái si mê lần lần mà mình không hay. Tại vì mỗi một hơi thở mà mình thấy cái mạng sống này mong manh, mỗi một hơi thở mình thấy mạng sống này vô thường, lo thở này đứt hơi ở nó hơn thua còn chi cho nó mệt, phải không? Nghe ăn câu vì sốc không, qua tính giận lên, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, đứt hơi chết ở đó giận gì cho mệt. Vậy thấy không? Thì vậy thì mỗi hơi thở như vậy mình buông cái giận, buông cái buồn, buông cái đúng sai hay dở phải quấy xuống rất nhẹ nhàng, rất là dễ. Cho nên Minh Thành giới thiệu với Phật tử cái phương pháp gọi là hơi thở của Phật. Tại vì hơi thở nào cũng có Phật ở trong hết đó, phải không? Như vậy là mình thở chung với Phật. Còn nếu mình quên cái câu Phật hiệu thì mình thở với ai? Nếu không thở chúng sanh thì thở với ma. Quý vị thấy không? Còn không thì thở với cái đúng sai hay dở phải quấy tốt xấu, phải không? Mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, thở với mấy cái đó mệt hay khỏe. Như vậy thì cái hơi thở của Phật này rất là đơn giản, đó gọi là tùy tức niệm Phật. Niệm Phật theo hơi thở. Mà xin thưa quý vị, cái phương pháp này rất là quan trọng, là cốt lõi. Tại sao vậy? Tại vì tất cả cái đau khổ của mình á, đều phát xuất từ cái tôi. Mình tưởng mình là thiệt, mình tưởng mình là bền chắc, mình tưởng mình còn hoài, mình tưởng mình số một. Quý vị thấy không? Cho nên Minh Thành á, chia sẻ với Phật tử cái cách ứng dụng tu rất là đơn giản. Bây giờ quý vị có một con số một, phải không? À, rồi đó, quý vị á, thêm vô 5 con số 0 là nhiều, 100 ngàn, phải không? 100 ngàn, bây giờ mình đổi
cái con số 0 ở ngoài sau thành số 1 là mình được nhiêu? 100 ngàn, nhưng mà thêm 1 đồng vô, phải không? Nhưng bây giờ nếu như mình không có đổi con số 1 mà mình thêm số 0 ngoài sau thì nó ra được nhiêu? Nó ra 1 triệu, phải không? Như vậy thì con số 0 mình tưởng là nó không có gì, nhưng mà tính ra là nó gấp 900 ngàn lần, phải không? Vậy mà sao mình ưa, mình thích số 1 không vậy? Mỗi khi mà quý vị lễ Phật, quý vị nhìn lên rất là đơn giản. Quý vị lễ Phật, quý vị nhìn lên thấy trên đầu Đức Phật có cái gì? Có cái hào quang. Hào quang nó giống số mấy? Giống số 0. Phật thấy cái gì cũng không, 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 không mà thành Phật. Mình thấy mình 1, 1, 1 cho nên mình làm chúng sanh. Giờ chịu số nào? Chịu số 0 hay số 1? Nên bây giờ rất đơn giản là mỗi lần mình lên mình niệm Phật, lên mình lại Phật, mình thấy rất rõ thôi, phải không? Nhìn cái hào quang của Phật, nhớ Phật thấy cái gì cũng không, 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 không mà được thành Phật, mà được giác ngộ. Mình thấy gì cũng 1, 1, 1, 1, 1, số 1 không à. Cho nên mình mê, mình làm chúng sanh. Thôi bây giờ ai có khen mình số 1 gì mình nói không, tôi gì nè. Đây là cái ấn của Bồ Tát Đại Thế Chí nha quý vị. Ai mà đưa nói chị gì nè, chị thấm, tôi gì. Quý vị thấy không? Tôi về là số 0. Nhưng mà chính con số 0 này đó không phải dễ thấy, phải đại hùng đại lực mới thấy được tất cả pháp là không. Cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí đó là cái ấn của Ngài, quý vị thấy không? Bồ Tát Quán Thế Âm là cái ấn gì, phải không? Bồ Tát Đại Thế Chí là gì? Thấy rõ tất cả các pháp là không thì được thành Phật. Cho nên mình thành thường á, chia sẻ với Phật tử rất là đơn giản thôi. Hãy đi đâu cũng tôi là tội. Nhớ chữ tội thêm dấu nặng vô thành ra tội. Đi đâu mà cũng nghe tôi, cái đó tôi làm đó, cái đó của tôi á, cái đó tôi cúng á, cái đó là tôi nấu á. Nhân cái gì cũng tôi là tội. Phải không? Mà làm xong rồi mà buông xuống hết trơn thì sao? Có ngã tội liền sanh, quên công phước không sanh. Khi mà vừa có cái tôi là cái tội nó sanh. Mà khi mình làm tất cả mà mình quên cái công lao của mình, không có kể, không có khoe, không có nhớ, phải không? Thì lúc đó là công đức phước báo như hư không. Thêm cái này nữa, cái không này là hoa sen nở nè, thấy chưa đây nè, thấy chưa, phải không? Mình với người, tâm với cảnh đều không là hoa sen nở, thấy bông sen chưa? Như vậy đó mà nhiếp cái tâm vô cái câu Di Đà Phật, buông bỏ những cái phiền não chấp trước thì sen từ từ nó nở, phải không? Thì như vậy Minh Thành nói cái tĩnh tọa niệm Phật đó là mình ngồi yên để mà mình ứng dụng trong mỗi hơi thở của mình, đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, mọi lúc mọi nơi mình luôn giữ chặt cái công phu của mình. Quý vị nhớ rất là quan trọng, phải giữ chặt cái công phu của mình, đừng để ngoại cảnh bên ngoài tác động. Đó là Minh Thành nói ở trên cái công phu hình thức. Bây giờ Minh Thành tiến sâu vô cái nội dung á, là Minh Thành giới thiệu cho quý vị khi mình niệm Phật mà đúng rồi đó thì nó sẽ sanh ra niệm Phật an vui, niệm Phật nhẹ nhàng, niệm Phật quyết liệt, niệm Phật chán lìa, niệm Phật tha thiết, niệm Phật vượt thoát, niệm Phật sâu xa, niệm Phật bao dung, niệm Phật vô ngại. Minh Thành nói cho quý vị thấy niệm Phật, khi mà mình niệm mà được đúng cái chánh pháp mà mình thấy con số 0 á, thấy cái tôi này không thiệt, chỉ mong manh trong từng hơi thở thôi đó, thấy rõ vô thường tạm bợ đó, thì lúc đó tâm mình rất là an vui. Tại sao? Không nhớ chuyện xấu của người ta, không nhớ chuyện dở của người ta, không có giận, phải không? Không có ghét, mà không ghét không giận thì vui, mà vui thì an, mà an thì quan hỷ. Cho nên càng niệm thì cái mặt như hoa nở, càng niệm thì cái mặt nó tươi, cái mặt nó thấm. Cho nên Minh Thành á có một cái định nghĩa mới, nói tu là trẻ, là khỏe, là đẹp, là vui. Chịu không? Chứ còn nếu như tu mà khổ, tu mà càng chấp thì lúc đó mệt lắm. Quý vị thấy chưa? Cho nên càng tu càng vui, vui tại vì không nhớ chuyện buồn. Càng tu càng khỏe tại vì không có lo nhiều nữa cho nên nó khỏe. Càng tu không có lo cho nên nó càng trẻ. Mà càng trẻ thì nó càng đẹp. Cho nên tất cả quý vị ngồi đây là hoa hậu của chùa Hoằng Pháp hết trơn. Mỗi người là đều là hoa hậu hết trơn, phải không? Bây giờ một vấn đề rất là quan trọng nói để quý vị thấy,
Thường thường chúng ta niệm Phật á, mình chỉ thấy là có nhị lực thôi, tức là tự lực với tha lực. Có người á, tu á, chấp vô cái tự lực, nghĩ rằng mình tu thôi, chứ không có Phật nào mà trợ giúp mình hết, tự mình tu là được rồi, cái đó là chấp vô cái tự lực. Mà có nhiều người niệm á, thì chỉ có trông chờ nơi Phật thôi, mình không cố gắng tu, đó là chấp vô tha lực, phải không? Chấp vô cái sự ban phước của Phật. Nhưng ở đây mình tu, thì cái giáo lý Tịnh Độ dạy mình vừa có tự lực, tự mình phải cố gắng, rồi nương lên cái đại nguyện lực của Phật A-di-đà. Là, nhưng mà còn một cái điều ở đây, quý vị để ý rất là quan trọng, đó là pháp lực. Mình nhiều khi mình thiếu cái chỗ này cho nên mình tu chưa có tiếng. Đại nguyện của Phật rất là lớn, phải không? Tâm của mình cũng tinh tấn như vậy mà tu hoài sao không thấy tiếng. Là tại vì mình niệm Phật mà chưa tương ưng với cái sự thật, cái trí huệ của Phật. Cho nên ở đây mình thành yêu cộng thêm một cái nữa gọi là công phu tam lực. Tức là phải có thêm cái pháp lực nữa. Pháp lực là như thế nào? Pháp lực là sức mạnh của sự thật. Sức mạnh sự thật là sao? Giống như hồi nãy mình thành nhắc quý vị, thở vô A-di, thở ra Đà Phật, thấy rõ cái mạng sống này mong manh, chỉ trong một hơi thở thôi, thấy được cái đó là pháp lực, sức mạnh của sự thật, sức mạnh của chánh pháp. Và khi mình thấy cái đó rồi mình dễ buông không? Rất là dễ buông. Mà mình á, buông được thì nó rất dễ thâm nhập vô cái chỗ tịnh tâm, thâm nhập vô cái chỗ mà đại nguyện lực của Phật. Như vậy thì Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng đưa tay xuống tiếp độ, phải không? À, mà mình nếu như mình nắm những cái đồ dỏm như này thì mình đâu có buông đồ dỏm. Mà không buông đồ dỏm sao mình đưa tay lên được, quý vị thấy không? Thì mình phải biết nó là đồ dỏm mình mới buông. Mình buông cái này thì mình mới đưa mình nắm ở trên đây được. Thì vậy mình phải thấy rõ nó đồ dỏm. Mà cái thấy rõ đồ dỏm giả dối không thiệt đó là pháp lực, là cái sức mạnh của sự thật chánh pháp. Những cái phiền não mừng giận thương ghét trong tâm mình cũng là đồ dỏm. Nhớ rõ đồ dỏm có gì đâu, buông xuống đi cho nhẹ nhàng an lạc. Cái sự hộ niệm của Phật ở trong mười phương rất là lớn. Luôn luôn nhìn coi những chúng sanh nào mà quyết tâm niệm Phật, tha thiết niệm Phật, chân thành niệm Phật là các ngài đều có cái sự hộ niệm. Nhưng ở chánh giữa đó mình phải buông bỏ. Mình muốn bỏ mình phải thấy rõ. Thấy rõ chỉ là con số không thôi, phải không? Thấy rõ chỉ là tạm bợ thôi. Thấy rõ chỉ là vô thường thôi. Thấy rõ không có gì hết, nó có gì đâu, phải không? Khi mình thấy được vậy rồi, mình niệm Phật rất là dễ thành công. Niệm Phật bằng cái tâm quyết liệt, niệm Phật bằng cái tâm chán lìa, niệm Phật bằng cái tâm tha thiết, niệm Phật bằng cái tâm vượt thoát, mà niệm Phật bằng cái tâm sâu xa, bao dung vô ngại. Càng niệm thì cái tâm mình càng rộng, càng niệm thì tình thương mình càng mở, càng niệm thì cái trí của mình càng sáng, càng niệm thì gương mặt mình càng hoan hỷ, càng niệm thì cái lòng của mình càng thênh thang bao la. Thì chính cái đó là cái công phu niệm Phật của quý vị á, nó sẽ thành công ngay trong cuộc sống của mình. Ngay ở đâu? Ngay trong gia đình của mình. Ngay ở đâu? Con mình nó thấy được, chồng mình cảm nhận được, cha mẹ mình nói tu hay quá, để giờ dẫn đi niệm Phật theo chứ coi, khóa này khóa mấy rồi, 77, khóa 78 dẫn theo nha, phải không? Thì vậy mình, độ cho người thân của mình, độ gia đình mình, ha, và giúp đỡ tất cả những người có duyên rộng ra pháp giới chúng sanh. Thì vậy mới gọi rằng niệm Phật trong cái tâm Bồ Đề, niệm Phật trong cái tâm Đại Bi, thật gì sanh tử, phát tâm Bồ Đề, lấy tính nguyện sâu, trì danh Phật hiệu, niềm tin của mình phải cho tha thiết, phải không? Cái sự hành trì của mình phải luôn luôn nỗ lực, và cái nguyện của mình á, là thật sự là chân thành, thì nhất định mình sẽ thành công ở trong cái phương pháp niệm Phật. Như vậy thì kính chúc tất cả quý vị luôn luôn tinh tấn trong câu Phật hiệu để cảm nhận được tiểu lạc, tiểu tịnh độ ngay trong cuộc sống, thì tương lai quý vị sẽ được cực lạc, được đại tịnh độ của Đức Phật và chư thượng thiện nhân. Nam mô A Di Đà Phật.